vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FBNC tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm 17 tháng 5 thì Google đã cho ra mắt trợ lý ảo chạy trên các thiết bị iOS. Như vậy thì với sự xuất hiện của Google Assistant thì tình trạng sân ai nấy đá đã không còn. Google chính thức tuyên chiến với trợ lý ảo Siri. Google vừa ra mắt trợ lý ảo Google Assistant cạnh tranh trực tiếp với Siri của Apple trên chính hệ điều hành iOS. Tuyên bố này nhân hội nghị dành cho các nhà phát triển ứng dụng của Google diễn ra hôm 17 tháng 5 tại Mountain View, California. Thực chất Google Assistant không mới mà đã xuất hiện hồi năm ngoái trên nền tảng hệ điều hành Android. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Google Assistant đã đánh dấu một bước tiến của Google trong công cuộc cạnh tranh trên phân khúc di động cao cấp. Cũng trong sự kiện vừa qua, Google cũng đã ra mắt Google Home, loa thông minh kiêm nhiệm nhiều tính năng. Nổi bật trong số đó là thiết lập cuộc gọi thông qua khẩu lệnh với Google Assistant. Kính thưa quý vị, tăng trưởng tiền lương của lao động Anh đã tụt lại so với chỉ số giá tiêu dùng lần đầu tiên kể từ quý 3 năm 2014. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tăng trưởng tiền lương của Anh đã tụt lại so với tỷ lệ lạm phát, trong khi các cử tri Anh đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc vào ngày 8 tháng 6 tới. Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng tiền lương không tính thưởng ở mức 2,1% trong quý 1 năm nay, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,3%. Tiền lương của lao động Anh đã giảm 0,2% trong quý 1, là mức giảm lần đầu tiên kể từ quý 3 năm 2014. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã đạt mức thấp nhất trong gần 42 năm, tức là khoảng 4,6%, mức tăng tiền lương thấp là vấn đề đang gây đau đầu đối với chính phủ Anh. Thu nhập thực tế của lao động Anh đang ở dưới mức của 10 năm trước và lạm phát có thể sẽ lên đến 3% trong năm nay do sự sụt giảm của đồng bảng Anh kể từ cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu của nước Anh và giá dầu hồi phục. Đôi khi tôi phải cực lực mới có cái ăn, chúng tôi không có đời sống xã hội vì không có tiền đi chơi và chúng tôi phải chọn việc chi tiền cho ăn hay là sưởi ấm. Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết ông mong đợi việc cắt giảm lương sẽ không kéo dài và mức tăng lạm phát có thể chỉ là tạm thời. Một lý do khiến các nhà phân tích có cái nhìn u ám đối với tiền lương ở Anh là năng suất lao động kém. Năng suất theo giờ giảm 0,5% so với quý 4 năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2015. Kính thưa quý vị, Liên hoan ẩm thực đất phương Nam, sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 tới đây với chủ đề chính là tôn vinh ẩm thực đường phố. Thông tin vừa được công bố trong buổi họp báo của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 5. Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, năm nay Liên hoan ẩm thực đất phương Nam sẽ quy tụ 40 đơn vị trong ngành ẩm thực với 70 gian hàng ăn uống đậm chất Nam Bộ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng dành riêng một khu vực để giới thiệu 100 món chè và bánh phương Nam tại Liên hoan, cùng không gian biểu diễn cách chế biến và phục vụ ẩm thực đặc trưng các vùng miền. Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là không gian ẩm thực đường phố Sài Gòn xưa và nay, với hai chủ đề chính quay về tuổi thơ và hiện đại hội nhập, với những món ăn đậm hơi thở truyền thống và hiện đại. Đây là dịp ẩm thực đường phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh được giới thiệu rộng rãi với du khách, với chất lượng phục vụ và an toàn vệ sinh ở mức tối đa. Năm nay thì chúng tôi cũng đang quan tâm đến cái du lịch đường phố, nhất là cái việc mà gần đây khi mà chúng ta có cái phố đi bộ. Trong cái giới thiệu lần này thì chúng tôi có hai cái dòng. Một là cái dòng giới thiệu các cái món ẩm thực truyền thống dân gian trước đây, đó là chúng tôi với cái chủ đề là trở về tuổi thơ. Và cái thứ hai là chúng tôi giới thiệu cái sự giao thoa, cái hội tụ của cái điểm đến của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái chủ đề lần này thì chúng tôi còn đề ra hai cái yêu cầu. Một là các cái món ăn ngon, thứ hai là các món ăn phải lành, tức là phải bảo đảm được cái an toàn thực phẩm. Cái yếu tố văn hóa truyền thống cũng được ban tổ chức chú trọng tại Liên hoan, dự kiến sẽ có khoảng 10 đoàn nghệ thuật đờn ca tài tử sẽ luân phiên biểu diễn phục vụ du khách trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan. Không gian biểu diễn cũng được đầu tư trang trí để tạo sự gần gũi với công chúng. Liên hoan năm nay sẽ khai mạc vào sáng ngày 24 tháng 5 tại công viên văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5. Lần thứ 7 được tổ chức, dự kiến Liên hoan sẽ đón 100.000 lượt khách tham quan và thưởng thức ẩm thực trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Kính thưa quý vị, sau tòa nhà The Grand rất được lòng khách hàng với tỷ lệ tiêu thụ 100%, thì The Symphony là nốt nhạc đẹp của kiệt tác kiến trúc Phú Mỹ Hưng Midtown. Đó là sự kết nối giao thoa giữa các công trình trong khu phức hợp, nhưng cũng là bản giao hưởng giữa kiến trúc, thiên nhiên với con người. Ngoài những điểm nhấn về kiến trúc, hệ thống tiện ích của tòa nhà The Symphony nói riêng và của tổng thể dự án Phú Mỹ Hưng Midtown nói chung, chính là hấp lực thu hút khách hàng đến với dự án này. The Symphony, tòa nhà thứ hai của dự án phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown gồm 319 căn hộ với đa dạng diện tích từ 1 đến 4 phòng ngủ. Theo thông tin từ chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, tòa nhà The Symphony có rất nhiều tầng tiện ích tại chỗ dành cho cư dân.
chủ nhân căn hộ The Symphony chỉ cần bấm thang máy là có thể tận hưởng ngay hệ thống tiện ích ở phần trên mái của tòa nhà như hồ bơi, phòng tập gym, sauna, phòng massage hay thư viện đều được đáp ứng đầy đủ. Ngoài ra, tiện ích guest house, nơi mà các vị khách của cư dân căn hộ The Symphony có thể lưu trú khi đến đây, cũng là điểm nhấn nổi bật của dự án. Bên cạnh hệ thống sảnh chờ và hệ thống hành lang đẳng cấp đạt chuẩn 5 sao với các vật liệu xây dựng được nhập khẩu trực tiếp từ các nước châu Âu. Nếu Phú Mỹ Hưng Midtown được đánh giá sở hữu vị trí đắc địa, hiếm có, ven sông tại Phú Mỹ Hưng với điểm nhấn là Sakura Park đầu tiên tại Việt Nam, thì The Symphony có giá trị kép bởi vị trí trung tâm của trung tâm, kết nối trực tiếp công viên hoa anh đào Sakura Park. Với vị trí này, cư dân sinh sống tại tòa nhà The Symphony nói riêng và trong tổng thể dự án có thể tận hưởng tối đa các tiện ích vượt trội của dự án, được phát triển theo khuynh hướng đa chức năng tại chỗ như khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, công viên, vườn tượng. Và rộng hơn, cư dân có thể tận hưởng các tiện ích đa dạng được phát triển trong hơn 20 năm qua tại đô thị Phú Mỹ Hưng. Một điểm cộng khác của The Symphony là sự hợp tác của các thương hiệu bất động sản hàng đầu như Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Quy hoạch mang tầm vóc quốc tế, tiện ích đẳng cấp vượt trội, số lượng hữu hạn và chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại đô thị Phú Mỹ Hưng chắc chắn sẽ mang đến những giá trị gia tăng cho các chủ nhân tương lai của Phú Mỹ Hưng Midtown nói chung, cũng như The Symphony nói riêng. Do đó, dự kiến khi được đưa ra công bố mở bán vào ngày 28 tháng 5 tới, The Symphony cũng sẽ nhanh chóng cháy hàng, tương tự như đợt công bố đầu tiên của dự án với tòa nhà The Grand, đạt tỷ lệ tiêu thụ 100%. Và đến đây thì bản tin FVNC tối ngày hôm nay 18 tháng 5 năm 2017 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại bản tin này cũng như tất cả các bản tin khác đã phát trên kênh FVNC thông qua website fvnc.vn. Và đến đây, Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.